Vừa qua, Đoàn Thanh niên Cụm Sản xuất Khu vực Công nhân Lao động Thành đoàn gồm các đơn vị Đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Tổng Công ty Leasing, Đoàn Khu chế xuất Khu công nghiệp Thành phố, Đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Công ty Dược Sài Gòn và Đoàn khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức giải bóng đá giao lưu hữu nghị giữa Cụm Sản xuất với Ký túc xá Sinh viên Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh. 12 đội tham gia giao lưu, trong đó có 2 đội sinh viên Lào, 2 đội sinh viên Campuchia và 8 đội của các đơn vị cụm sản xuất khu vực công nhân lao động thành đoàn. Hoạt động nhằm đẩy mạnh việc thực hiện phong trào rèn luyện, mỗi thanh niên biết chơi một môn thể thao và đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo môi trường giao lưu sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị giữa sinh viên, thanh niên ba nước. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2022 và chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 và Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027.